huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Là địa danh gắn liền với một trong những trận đánh lịch sử của bộ đội ta tại Tây Nguyên. Cùng nhiều địa danh lịch sử và du lịch nổi tiếng vô cùng hấp dẫn. Taco Marathon vì an toàn giao thông Sa Thầy 2023 được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. Giải siêu việt dã đường mòn sẽ đi qua đồi Sakli, đồi Delta, tái hiện lại cung đường hành quân trong các trận đánh lịch sử và đem đến cho vận động viên cơ hội cảm nhận hệ sinh thái tự nhiên, phong phú, đa dạng của vườn quốc gia Chu Mông Rây. Ngày đua 12 tháng 2 này, giải chạy sẽ được tổ chức với 4 cự ly thi đấu gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Hãy cùng trở thành những vận động viên đầu tiên trải nghiệm cung đường nổi danh của Taco Marathon vì an toàn giao thông Sa Thầy 2023.